Hôm nay, chị sẽ kể cho các em nghe về câu chuyện Chiếc ấm sành nở hoa. Có một chiếc ấm sành sứt quai bị vứt lăn lóc bên vệ đường. Ấm sành không có bạn nên cảm thấy rất buồn và cô đơn. Một hôm, trời nắng đang bỗng đổ mưa to, đôi bướm hoa vội đi tìm chỗ trú. Ấm sành trông thấy hai bạn, rụt rè gọi: "Các cậu ơi! Hãy vào trong lòng tớ mà trú mưa này." Đôi bướm hoa liền bay vào lòng ấm sành. Thật là một chỗ trú tuyệt vời, ấm áp và khô ráo. Mưa tạnh, đôi bướm hoa tạm biệt ấm sành rồi bay đi. Còn lại một mình, ấm sành khóc nức nở vì buồn và tủi thân. Hôm sau, có một cô bé đi qua, nhìn thấy ấm sành, cô bé liền nhặt lấy đem về nhà. Về đến nhà, cô bé đổ đầy đất vào lòng ấm sành, rồi gieo vào đó một ít hạt giống. Đến một ngày kia, ấm sành bỗng hốt hoảng kêu lên: "Ôi, ôi, cái gì đang cựa quậy trong lòng mình thế này?" Có tiếng đáp lại khe khẽ: "Tớ đây. Tớ là một hạt giống đang nảy mầm đây." Thế rồi, ngày qua ngày, mầm nhỏ ấy lớn dần và thành cây. Cây trổ lá xanh mơn mởn và kết những nụ hoa màu hồng chúm chím. Chẳng bao lâu sau, nụ hoa xòe cánh thành bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Các bạn ong lũ lượt rủ nhau bay đến để hút mật hoa. Các bạn bướm cũng từ đâu bay về, lượn quanh khóm hoa và reo lên: "Hoa đẹp quá, thơm quá, cảm ơn bạn ấm sành nhé." Từ đó, ấm sành không còn cảm thấy buồn vì thiếu bạn nữa. Niềm vui, hạnh phúc luôn đến và mỉm cười với bạn ấm sành. Câu chuyện Chiếc ấm sành nở hoa đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các bé nha.